Chào mừng anh chị đã quay trở lại với siêu thị điện máy Ecomart. Trong clip ngày hôm nay thì Ecomart xin tiếp tục giới thiệu đến anh chị một cái mẫu máy rửa bát của hãng Kocher với cái khối lượng rửa là 15 bộ và với thiết kế là tông màu đen huyền bí, cực kỳ là đẹp mắt và sang trọng. Với cái mẫu máy rửa bát Kocher này có model là KDEU8835. Đây là hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Malaysia với cái khối lượng rửa là 15 bộ. Thì anh chị xếp được rất là nhiều bát đũa và thiết kế là tông màu đen này. Trên mặt của máy rửa bát thì là sẽ là dạng màu đen nhám như thế này. Và cánh của máy rửa bát là dạng màu đen bóng, rất là dễ lau chùi vệ sinh. Đây là phía bên ngoài. Trước tiên thì em sẽ đi vào kích thước của cái máy rửa bát này. Kích thước thì sẽ là chiều cao là 84,5, chiều rộng 60 và chiều sâu là 60. À, kích thước thì nó sẽ ngang với kích thước của một chiếc máy giặt cửa ngang 8kg. Và cái mẫu máy rửa bát Kocher hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Malai này, 15 bộ, hiện tại tại Ecomart đang bán với mức giá 14.990.000. Bảo hành chính hãng là 2 năm. Ngoài chính sách bảo hành của hãng thì Ecomart vẫn có chính sách là 1 đổi 1 cho anh chị trong vòng 30 ngày. Và Ecomart vận chuyển và lắp đặt miễn phí quanh khu vực Hà Nội khi mà nhà anh chị đã có sẵn đường trò và đường nước rồi. Đây là một cái dòng máy rửa bát có chức năng inverter tiết kiệm điện, thì anh chị không cần phải lo về cái lượng điện tiêu tốn khi mà xong mỗi quá trình rửa. Đây là thiết kế bên trong, bên trong của chiếc máy này. Trước tiên là về khoang của máy thì sẽ là hoàn toàn bằng thép không gỉ, độ bền rất là cao, cực kỳ dễ là vệ sinh. Và thiết kế là 3 dàn rửa như thế này, anh chị rất là dễ dàng kéo ra này, dễ dàng xếp được rất là nhiều bát đĩa. Dàn ở phía dưới thì sẽ thiết kế gầm rất là cao để anh chị có thể xếp được các cái bát đĩa lớn hoặc là xoong nồi, phù hợp với những gia đình nhiều người hoặc là rất là hợp với các cái bữa tiệc, bữa liên hoan. Khi mà liên hoan xong thì anh chị chỉ cần xếp bát đũa vào trong máy, sau đó bấm và dành cái thời gian rửa bát đó cho máy. Còn anh chị có thể dành thời gian để làm được rất là nhiều các việc khác. Đây, với 3 tầng này, 3 tầng, tầng trên sẽ là tầng để khay dĩa thìa rất là rộng. Và cái khay trên này thì anh chị có thể tùy ý điều chỉnh được cái độ cao. Cái dòng máy này thì nó sẽ có các cái vòi phun tự động với cái áp lực nước rất là mạnh và sử dụng rửa bằng nước nóng, sạch và diệt khuẩn rất là tốt. Phía bên trong máy thì sẽ có đèn LED. Đấy, trong quá trình rửa. Với cái máy này, ngoài các cái tính năng rửa thông thường, các cái chức năng rửa thì nó sẽ cũng có thêm chức năng sấy. Chức năng sấy tăng cường và sấy khô đến 99%, làm cho bát đũa rất là khô, đảm bảo vệ sinh. Và như các cái dòng khác thì cái hộp chứa muối rửa và viên rửa thì cũng thiết kế ở cánh cửa như thế này. Đây là khoang máy ở phía bên trong. Khoang máy phía bên trong thì chị rất là dễ để vệ sinh. Thiết kế 4 vòi phun, áp lực nước rất là mạnh. Ngoài các cái thanh phun nước của mỗi dàn thì nó sẽ có thêm một cái 4 vòi phun kia. Đây là khoang máy, rất là dễ để vệ sinh. Và cái mẫu này thì hiện tại bên em đang bán rất là chạy. Giá tại Ecomart đang bán là 14.990.000 của hãng Kocher, hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Malai. Với cái thiết kế gọn như thế này thì anh chị có thể để ở gian bếp hoặc là anh chị có thể để dưới máy sấy, giống như là hiện tại em đang trưng bày đây. Thì anh chị chỉ cần mua thêm một cái kệ thôi. Phía dưới anh chị có thể để máy rửa bát, phía trên để máy sấy, rất là tiện lợi. Hoặc là với cái kệ này thì anh chị có thể để phía dưới là máy giặt và phía trên là máy sấy, rất là tiện. Ngoài các cái mẫu rửa bát em vừa giới thiệu thì hiện tại tại Ecomart cũng đang bán rất là nhiều các cái mẫu máy rửa bát của các hãng, đến từ các thương hiệu như Bosch, Nagakawa, Electrolux. Thì em đã cập nhật trong các cái video trước. Rất mong là nhận được sự ủng hộ của anh chị bằng cách là ấn theo dõi kênh của siêu thị điện máy Ecomart.
để cập nhật được nhanh nhất các cái video mà bên em đăng lên. Cảm ơn anh chị.